Giống như nhiều người anh em bạn bè của tôi đều là những người rất giỏi các anh chị, nhưng sau khi họ học nước ngoài xong họ chả ai về với tôi cả, họ lại nước ngoài gần hết. Thế thì ai sẽ xây dựng đất nước này? Một nhiều người họ long mày điên à, xây dựng đất nước này để làm gì? Đó là các anh chị đã nhìn thấy những người có hiệu suất cao, họ chẳng cần điều gì cả, họ chỉ cần có ý nghĩa là họ làm. Và tôi đã sinh ra đất nước này mà, tôi giàu mà những người xung quanh tôi không giàu thì đâu có phải là giàu. Vậy tôi phải làm cho đất nước này trở nên tuyệt vời hơn. Rất nhiều người nói thầy bao giờ thầy đi nước ngoài dạy? Tôi bảo thiếu mẹ thằng Tây nó dạy cho thằng Tây, tại sao tao không dạy cho bọn ta được? Khi nào đất nước này giàu tao sẽ dạy bọn khác giàu. Bao giờ các anh chị giàu tôi sẽ ra nước ngoài tôi dạy người làm sao. Nên rất nhiều người của tôi không quay trở lại và tôi thấy buồn vì điều này vô cùng. Nên tôi dặn con tôi phải quay về. Nhưng nó quay về nó sẽ không bao giờ làm được đất nước này được. Nó sẽ nói về sự khác biệt và tôi dặn cho nó biết trước là có sự khác biệt lớn đấy. Là nước ngoài là sốc đấy, khác biệt đấy. Rồi có quen với nước ngoài rồi, rồi về lại sốc đấy. Nhưng mà sự khác biệt về chính trị, tôi có rất nhiều người bạn luật sư các anh chị. Sau khi học ở Mỹ về rồi bắt đầu quay trở lại đàm phá, mệt mỏi lắm, chẳng cuộc sống của họ chẳng đến đâu cả, gia đình họ cũng chẳng đến đâu. Tất nhiên tranh đấu thì đấy là việc của họ thôi. Tôi cũng chẳng nói về cái lý tưởng của người khác đâu. Nhưng họ làm được gì cho đất nước này? Sự đàm phá của họ làm gì cho đất nước này?